Thôi 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 đi, chuyện vợ chồng bay á, bay tự giải quyết đi. Lôi kéo tao vô mừng chi nữa. Lúc tao dạy tao rầy á, bay có nghe lời tao đâu. Bay coi y như tao là đờn gãi tay trâu rồi đó. Nói đụng đến là bay nạt nộ lại tao. Hồi có chuyện cái lôi bà già này vô làm chi. Lãnh đạn hả? Thôi không dám đâu. Buông tao ra để tôi về tôi nghe cải lương. Má, má ơi, con lại má mà. Ý ý lại lại nè, má cái đầu má có tóc ngứa nè. Để con nhỏ tóc ngứa má nha. Hỏi nịnh nè, tao nhuộm hết rồi, tóc ngứa đâu có. Thì để con kiếm, phải ráng kiếm được sợi tóc ngứa để con nhổ cho má. Ý má ơi, đầu má không có tóc ngứa mà có chí nè. Để con bắt chí cho má nha nè. Mày xạo hả? Giọng mày xạo xạo, tôi ghét quá vậy mày. Trời, nguyên chí đực nè, con thấy không? Muốn nói gì nói đi. Má, nói má nghe này, dầu con có hư có bậy gì đó thì con cũng là con của má, đúng không? Bây giờ chẳng lẽ má thấy con chết mà má không cứu sao? Giả lại con chưa có làm một cái điều gì bất hiếu với má hết. Ăn món gì ngon, món gì ngọt con cũng đem qua biếu má. Thôi ơi, thôi khỏi cần. Tôi ăn để sống chứ phải sống để ăn. Này má nhớ kỹ đi, mỗi tháng con đều gửi tiền cho má tiêu xài than thuốc hả? Phải không? Hay tôi gửi ngược lại cho vợ chồng cậu. Má, má mẹ thương con như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ. Ý mẹ ơi, đây con thước, con chí đực nó đang đây con cắn nè. Đó, thấy không, con thương thấy không, bắt chí cho mẹ đó. Hết chưa con? Dạ hết rồi. Nín, tao nín dứt liền thấy không? Nghe khóc cũng thấy mùi á. Mày xạo quá chịu nổi à. Tao chí đâu có trơn. Có nhụy bông rớt đầu tao đó. Mày xạo quá chịu nổi phải không? Ủa, bài này dài lắm mà. Còn hơi không? Gán hết mà hát hết bài coi. Nhưng mà nói nghe nè, bài lòng mẹ nghe xúc động á, còn lòng mẹ ngoài đời không có suy xuyển nữa nha con. Tỉnh hồn lại nghe. Tao đâu nói không là không. Thôi được rồi, má không thương con nữa thì thôi. Má để con vô trọng, một mình con nạp mạng. Rồi đó, má đi đi. Má đi mua hòm cho con là vừa đó. Trời đất ơi, ăn nói gì mà đoản hậu quá nghe. Ăn nói vậy đó hả? Ai làm gì mày? Tao cho mày biết nghe chưa. Mày mù quáng, mày điên dại, mày đi cho mấy cái con quỷ cái kia à. Chứ còn vợ mày tỉnh táo sáng suốt lắm. Không có dám tỉnh đâu. Má vô trọng đi. Má vô trọng má coi đi. Con mới bước vô nhà là con dội liền. Con dội ngược trở ra liền vậy đó. Má ơi má, bây giờ vợ con nó khát máu lắm rồi. Nó ghê lắm. Ủa, chẳng lẽ con Dung nó buồn quá rồi nó biến tính rồi sao? Dâu tôi biết mà. Được rồi, để đó tao vô tao coi. Vợ mày á mà nó có bề gì á là mày chích mình với tao nghe chưa? Tao từ mày luôn á. Này nha, mày đừng có hòng thoát khỏi tay của bà nha. Chích với bà nè, bà sẽ bấm mày ra nè. Còn con quỷ kia, bà hứa, bà sẽ khứa. Bà khứa mày ra. Mày dám làm cho bà đau đớn hả? Trời ơi, nợ máu thì phải trả bằng máu. Bà thề nghe, bà mà không giết chúng mày là bà không có làm người nữa. Bà trời ơi. Ôi, mày làm gì run quá mày. Má ơi, má thấy chưa? Dạ. Má nghe chưa? Nghe. Trời ơi, tự nhiên sao cái quai hàm con nó lập cặp hai cái chân con làm gì? Ôi, trời, sao con đứng không vững nữa má ơi. Bình tĩnh đi con đừng làm má bị lay bây giờ. Trời thánh thần thiên địa ơi, con Dung nó điên rồi sao? Hai tay nó liếc con dao xoẹt, mắt nó rợn lên. Trời ơi, hai mắt nó lạnh tanh vô hồn. Nghe nó nói, nghiến răng mà
tim của má teo lại bằng hột ớt à. Trời ơi, thôi để má về con ơi. Thầy bói nói số má sống đến 90 tuổi lận. Má làng tràng ở đây chết quan khỏi đầu thai luôn à. Má hả? Trời ơi, má về. Còn con thì sao? Xí hột mày ơi, ai làm nấy chịu. Mày bồ bịch lăng nhăng, tao đâu có thêm được miếng nào đâu. Thôi ở lại mình dội nha con. Má, má, má là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên. Là bóng má trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là nai chuối, là buồn cao, là một miếng vàng 24 carat, là một hộp sọt, là cái gì quý giá lắm. Mẹ biết hay không? Má, má biết hay không má? Biết. Má xúc động nè con thấy sao? Dạ. Má xúc động lắm. Má xúc động thì con quá ở không, bỏ công ra sưu tầm mấy bài hát về mẹ hay quá. Nhưng thương thì thương con lắm, nhưng con cũng biết rồi. Thấy cây kim nó chích thuốc, má còn muốn xỉu nữa. Uống hồ chi là nguyên con dao bầu sáng giới. Trời ơi, con dao đó trọng tiết bò còn chết, chứ đừng nói chi người nhỏ cố ăn 42kg như má. Thôi được rồi, má về đi. Má ham sanh quý tử thì má hãy về đi. Nhưng mà nhớ, nửa tiếng sau má đem cái bịch lại đây rồi. Chi vậy con? Hốt cốt con chứ làm chi. Má nhớ lựa thịt để riêng nha, xương để riêng nha, tóc để riêng nha. Là sao? Là vợ con nó xả thịt con như xả thịt heo chứ sao. Vậy là nói vậy á, má đâu có đi được. Má mà đi á, là má sẽ thành ác mẫu liền đúng không? Thôi được rồi, con dạy thì cái mang. Được rồi, má sẽ hy sinh cho con. Vậy thì má hãy vô trước đi, con sẽ nối bước theo sau. Ừ. Chừng nào thấy vợ con cầm dao để mà xử con, má nhớ má chụp con dao liền nha má. Má già rồi con, má đâu phải Lý Tiểu Long đâu. Trời ơi, tội nghiệp má. Má xạ tâm. Má yếu lắm rồi con. Má yên tâm, vợ con thương má lắm, nó không có dám làm cái gì má đâu. Ôi má không tin đâu, nó điên lên rồi, đâu biết ai là ai. Trời ơi, trời ơi, mần cái giống gì mà chân tôi nó giật như giật cái cô vậy trời. Muốn bước tới mà nó cứ rì quy hoài cô. Ai vậy? Tao đứng ít nổi cho tao lớn rồi mà. Xì má, má, má. Ủa, trời má, má mới qua hả? Má làm gì mà sao má run dữ vậy? Ủa sao má không đi mà má lết vậy má? Đúng rồi. Má ơi, má lết vậy lú ra ai núp nó sau lưng má kìa. Nó là ai vậy má? Là ý anh Quân. Trời, ông xã của tôi đây mà. Anh làm gì kỳ vậy? Anh bây giờ còn sợ ai nữa mà núp né né. Thôi kệ nó con, nó là đồ bỏ đi rồi, nó coi như rác rưới rồi, con đừng để ngang mắt con, chưa cho nó bẩn mắt con nha. Má con mình coi như không thấy nó nha con nha Dung nha, nha tục tân nha. Con đang làm gì vậy con? Má có sao không má? Má sợ. Con có làm gì đâu má sợ? Không biết. Trời ơi, con đang mày dao. Trời ơi trời, chi vậy con? Trời ơi, má thấy nó bén lắm rồi. Con đừng mài nữa con ơi. Con ruồi mà đậu ngang nó đứt giò nó liền con. Con đừng mài nữa má sợ. Thôi đi, má làm con mắc cười quá à. Má nhìn kỹ đi coi. Dao này nè nó chưa có bén. Trời ơi bén. Con thấy chưa bén, chặt chưa có ngọt. Nên con mài thêm chút nữa mà. Anh Quân. Má, má tỉnh táo lại chút đi, con kêu anh Quân chứ có kêu má đâu. Dạ con nghe lời má. Ê, má nghe lời con. Má làm sao á? Sợ quá giờ tôi. Anh đứng lại coi anh Quân. Nè, tôi tính đi tìm anh á. May quá, anh về đây rồi khỏi mất công tôi đi tìm.
Má bị gì vậy? Em không biết tự nhiên má bị vậy đó. Mà em tìm anh, em tìm anh có làm chi không vậy em? Mày ngu quá mày nói vậy, nó giận lên giờ. Thì vợ bay nó nhớ bay nó tìm không được sao? Đừng làm trái ý nó trong lúc này. Nó chết cho chùm mất con ơi. Nó đang điên. Má mà... dạ, dạ. Trời ơi con kêu má mà má giả gì? Quên gì con. Con cũng đến qua nhà tìm má đó. Ôi trời ơi trời ơi, tôi không có chấm bút miếng nào à, chả tìm tôi chê chài à. Nhưng mà không sao, may quá má qua đây, má còn dẫn chồng con về giùm con nữa. Cảm ơn má nghe. Trời tới má rồi Quân ơi. Dung, Dung ơi, con bình tĩnh lại đi con. Nè, má có tội á má. Má tội má nhiều quá, má còn bây giờ biết má xử má sao giờ. Má có tội là má sanh ra cái thằng Sở Khanh này nè. Nhưng mà má nói thiệt, má thề đó con. Má lúc nào má cũng thương con, má binh con. Con là con dâu mà má coi như con ruột của má vậy đó. Má đứng về phe con mà, thiệt. Con, má nói thiệt, má thề á. Con nỡ lòng nào xử má luôn hả con? Con ơi, con đốn cây ai nở đứt trời bao giờ. Đạo chồng nghĩa vợ dựng rồi lại thương. Má có dính dáng vô vụ này không? Nó cười trời ơi. Một con như con người ta điên lên, nó không còn biết ai là ai. Nó cười trời. Má làm con mắc cười quá à. Má nói gì mà nguyên nùi con không hiểu gì trơn á. Trời ơi hiểu, từ từ má gỡ cho con hiểu. Má ơi má bình tĩnh lại đi. Má tỉnh lắm nè con. Con có làm gì đâu mà cũng đâu dám làm gì má đâu. Má nói nghe ghê quá vậy. Bây giờ vậy nè. Ông hay con để cái dao bé ngót của con xuống đi. Con đừng cầm trên tay con quơ quơ. Má sắp xỉu rồi trời. Trời ơi, khổ ghê vậy á. Ai mà đồn ác ôn dễ sợ không. Con đâu có muốn bị thiên lôi nẻ đâu mà làm cái chuyện tài trời đó. Con thương má hổng hết. Má đứt một cọng tóc á, mà con nghe đau như là đứt ruột vậy đó. Cầm dao đâu có sao đâu. Má biết mà. Đứt một cọng tóc con đứt ruột chứ đứt cái đầu. Đâu còn ruột đâu đứt con. Trời ơi, má biết, con thương má lắm. Trời ơi, Quân ơi, mô Phật vậy là má thoát rồi đó con. Tới phiên con nha. Con, nhưng mà chồng của con á, nó có sai quấy có chút chíu rồi à con. Nhưng con nể mặt má, con tha cho nó lần này là lần đầu nha con. Con, nghe má nói này. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào biển đau, đừng buồn nghe con, đừng sầu nghe con. Tình yêu là những ngôi sao bị vèo 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 trong đêm. Trời ơi em thấy không, em có thể tưởng tượng má anh mà vậy đó hả, mỗi lần mà má anh sợ điếng hồn hay cái gì đó, má anh coi trời đất này không ra gì hết trơn đó. Má thấy không, má anh như con nít vậy đó. Ừ đó thấy không. Đủ rồi hả, chưa tới phần ông đâu, đứng hoàng bên đi. Cho anh nói đi, nãy giờ anh đứng không làm thinh hoài. Đứng qua một bên, nhiều chuyện quá. Má ơi má mệt không má? Con nói má nghe nè, con thương má không hết. Cầm dao là cầm dao thôi chứ có làm gì má đâu má sợ dữ vậy. Mà má cũng kỳ nữa, không biết má nghe ai nói á, mà má nghĩ là con làm toàn những chuyện điên khùng không à. Đó thì mới tức thì nè, chính tay tôi nghe. Trời ơi tôi nghe em nghiến răng nghiến lợi liếc con dao bầu đó hả, đồi bầm đồi chặt đồi khứa. Mà sợ nhất là cái lúc mà em đòi cắt đó. Thôi, ông nhiều chuyện quá. Bởi vậy mới nói anh làm toàn là chuyện bậy bạ, nên lúc nào cũng thần hồn nát thần tính. Tôi đòi băm ở đây, đòi chặt ở đây á, là mấy con cá trê rộng ở trong cái lu kìa. Và hồi lúc tôi bắt nó, tôi định á, bắt nó, tự nhiên ấy, bị cái ngạnh của nó đâm vô trong đây nè. Là ổng chết luôn à, nhức muốn thấu xương luôn à. Nên tôi hầm hầm trong bụng nãy giờ, tôi hầm hèn chút thôi. Anh yên tâm đi, dù mà tôi có ghen tuông giận hờn tới đâu đi chăng nữa, tôi không có gì anh mà ở tù lắng nhách vậy đâu. Ôi trời ơi, hú hồn, trời ơi, lạy tứ phương tám hướng mô Phật. Trời ơi, bởi vậy tôi nói dâu con tôi mà, sao tôi không biết được cái thằng quỷ này nè. Nãy giờ nó hù nó muốn đứng tìm luôn con. Sáng tới giờ má biết là con người con sáng suốt tỉnh táo mà. Trời vậy là mừng nè, vậy nữa mày là dâu tôi nè. Còn má cũng vậy nữa. Ừ. Hồi nãy á, tôi nói tôi qua tôi mời má chứ tìm anh về nhà là có chuyện tôi muốn thưa. Anh lúc nào cũng nói với tôi á là anh không có bồ bịch lăng nhăng, còn tôi á không có bằng chứng mà ghen ẩu ghen tả.
Vậy mà chính má qua đây mà nói với tôi là nhiều người thấy anh hẹn hò trai gái. Bây giờ anh trả lời cho tôi đi, chuyện như vậy là sao, có thật hay không? Em ơi, bây giờ em cho anh nói chưa? Thì giờ tôi hỏi ông thì ông trả lời đi. Thì hỏi nhưng mà em cho phép anh mới dám nói chứ. Thì nói đi, nhiều chuyện quá. Giờ anh nói ha. Má. Vậy chuyện gì nữa, tao nữa hả? Phải má đẻ con ra không? Trời ơi, má tệ con, má không đẻ. Hay là má lụm con, má lụm con ở cái gốc chuối hay là cái bụi nào? Tại sao má lại nói giáo cho giặc để hại con như vậy? Trời ơi, đáng lẽ má nghe người ta du oan cho con trai của má, phải không? Thì má phải giả nó, má giả chạc vô trong mặt nó, má giả nó, giả chát 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 từ trên cái giả qua vậy là giả cho nó rụng răng đi, phải không? Má phải đào mồ cuốc mã dòng họ nhà nó lên rồi má đổ dưới sông á, má tưới xăng mới đốt nhà nó mới phải, thấy không? Còn cái đằng này má nói chi vậy má? Trời ơi, mày má hả họng ra, hả? Mày mở một tiếng nữa tao tưới xăng trong cuốn họng mày, tao xịt lửa quả theo con người mày luôn, mày tao đau. Mày biết người nào kể với tao là mày chở nhân tình đi chứ không? Hả? Hả? Ai? Má nói đi, ai? Trời ơi, thì cái hạng người nhiều chuyện chứ ai? Bà Tám gì? Không, bà Tám thì cũng bà Tư, bà Bảy gì đó. Trời ơi, cái thứ gì mà đâm bị thóc, thọc bị gạo. Cái thứ mà... nhớ nha. Đòn sóc hai đầu. Nhớ nha. Cái thứ mà... Mà về, nhớ nha. Cái thứ tùm lum hết trơn á. Tôi hết biết được nói. Tôi nói cái thứ tá lả, tôi nói. Cái thứ vô duyên, nhiều chuyện. Cái thứ ra ăn cơm nhà nói chuyện người ta. Mày hay quá ha. Tôi nói... Nè, tao nói một câu nữa thôi nha chưa. Mày mà nói một câu mà nó lỡ mà đứng đây nó nghe là hàm răng cửa mày không còn một cái cặp đất nữa. Trời ơi, bây giờ con không có sợ nè. Con nói thiệt với má, giỏi bằng khẩu Út con không? Đó. Ơi. Đó. Có gì? Thì khẩu Út mày á. Hả? Mày lo để dành tiền sắm hàng ăn giả đi nghe. Hả? Ủa, vậy là sao? Trời ơi, gì khẩu Út gì? Khẩu Út thấy con hồi nào mà nói vậy? Trời ơi, con né mấy cái con đường đông người lắm rồi mà. Thôi đi. Anh á, đừng có giấu đầu lòi đuôi nữa. Để anh khỏi nói tôi ghen ẩu tả. Trong lúc chưa có chứng cớ, tôi sẽ coi như là coi như anh vô tội đó. Tôi không làm khó dễ gì anh nữa đâu. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh biết, tôi mà bắt gặp tại trận hai người hả, Thì sao con? Thì trời hồi sau sẽ rõ. Trời đất ơi, hãy cho mày nghe chứ. Tao là đàn bà con gái mà tao nghe vợ mày nó cười. Hồi sao sẽ rõ. Ốc tao nó nổi hết trơn mà thấy không? Nè, cho mày coi cái gáy tao là không còn cọng nào nằm dưới trơn, đứng lên trơn rồi đâu. Mày liệu tu tâm dưỡng tánh nghe chưa? Ăn ở đàng hoàng không con? Chung thủy bằng không á hả? Mày thấy con dao bén cỡ nào rồi chứ gì? Tất nước là dở bờ nghe không con? Cái gì còn đứt chứ huống hồ chi? Hồi xưa còn hút hủ chó còn làm thấy dám được chứ bây giờ... Túi hẻo luôn nha con. Tao chưa có cháu cầm bắt nhang nghe không mày. Trời ơi đó, thấy chưa, thấy chưa? Thấy không, bây giờ vẽ đường cho hưu chạy nữa, thấy chưa? Thấy chưa? Khỏi vẽ, nó biết đường nó chạy rồi, nó khỏi vẽ. Nhưng mà nó biết, không có cái vụ mà thái giám ở trong chồng. Má, má hù con hả? Xin lỗi à. Má làm con không có biết vợ con là con dâu hay là con gái ruột của má nữa. Thôi được rồi, con không có rảnh mà nói ba cái chuyện đàn bà ở đây nữa. Chào má, chào em, chào. Chào. Anh Má thấy không? Ảnh về không chín nồi cơm á là ảnh bỏ đi nữa rồi. Con khổ quá má ơi. Con có lỗi gì đâu. Sao anh tệ bạc với con vậy má? Hay là... Chết rồi, má ơi, má. Hay là ảnh bị bỏ bùa hả má? Má. Wow. Đúng rồi, là con phải là con ruột của má mới phải chứ sao là dâu ta. Sao lý mà? Quá nói nghe quá có lý đi. Nhưng không sao, bùa hả con, má có cách giải bùa. Con yên tâm đi, chùa này á linh lắm. Con lên chùa ha, thành tâm cầu nguyện rồi xin một chai nước thánh về cho chồng con uống là bùa nào cũng giải được hết á. Phải thành tâm nha con. Miệng phải khấn đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hê, trời ơi, hấu hồn. Gì vậy? Bà Năm. Quý. Bà Năm. Gì? Tới nói cái này nè. Làm cái gì mà chả khao hả vậy hai hợi? Trời ơi,
Tôi nói rồi, bà Năm cứ làm tôi buồn buồn hoài à. Người ta là CD Ngọc Nga, và bà Năm cứ gọi là Hai Hợi, Hai Hợi. Hai Hợi đã chết rồi, chết từ lâu lắm rồi, bà biết không? Chết rồi. Quên, xin lỗi, quên. Cindy Ngọc Nga. Quên nha, Cindy Ngọc Nga. Ờ, Cindy Ngọc Nga bộ. Có chuyện gì không? Thì chuyện theo dõi anh Quân, chồng của cô Dung nè. Nè. Gì? Thôi nghe bà Nga, bà lớn hơn con trai tôi hai con giáp đó nha bà. Bà kêu bằng anh nghe ngọt sớt vậy bà. Quỷ à? Quỷ à? Trời đất ơi. Dạ với quỷ à? Gì vậy? Tự nhiên nói tuổi thiệt của phụ nữ là mất lịch sự, là không có văn minh. CD Ngọc Nga theo dõi anh Quân á, lâu phải vì tiền vì bạc gì đâu, mà CD Ngọc Nga làm á là vì tình vì cảm thôi. Trời ơi, không lẽ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao? Dung, trời đất ơi. Dung Dung, bước qua đây nè, đứng kế tỷ nè. Tỷ nói cho muội nghe, muội đừng có ghen tuông chi á, cho mắt đoàn kết nha. Công nhận á, tỷ nói thiệt nha, tỷ có thương thầm anh Quân, chồng của muội thiệt, nhưng chỉ là tình đơn phương. Đôi khi thấy anh cười vui lòng em sao xuyên. Chàng ơi, biết chăng em đã yêu từ lâu. Chàng ơi đừng bỏ em yêu chàng từ lâu. Chàng ơi lòng xảo xuyên. Nín giấc mày. Bài hát ta hay mà hát rồi y như tụng kinh nè. Lại mày à? Trời đất ơi, thôi chết rồi con ơi. Trời ơi, tôi chết tôi rồi. Chẳng lẽ giao chứng cho ác rồi. Mày là cái đồ mắc dịch. Má bình tĩnh nghe Ngọc Nga nói hết đã. Cô thương chồng tôi chi cho khổ vậy? Cô biết chồng tôi là qua đó có chủ rồi mà. Qua trong nhà kính á, mà tỷ chưa có ngán nữa kìa. Nhưng á, mà tỷ thấy vợ chồng em á xứng đào, xứng kép quá, như Romeo với Juliet, như Võ Đông Sơ với Bạch Thu Hà, như Ngu Lan với Chức Nữ, như Lan và Điệp. Lan Điệp sâu ải cho Lan Điệp hẹo, mà Lan Điệp sâu đời trong hẻo ngoài tươi. Sáng bạc tai à? Mày nghĩ sao vậy hả? Có miệng con cú. Nghĩ sao? Khen mà giống như thiếu điều chửi người ta vậy. Cho toàn là ví dụ, toàn là mấy cặp nào chết chóc không à. Xin lỗi. Xin lỗi. Dạ, xin lỗi. Xin lỗi muội ha. Thấy vợ chồng muội á tình đầu ý hợp nên tỷ không có muốn phá hoại gia can. Bằng không hả? Cỡ muội nè, làm sao mà dám đòi với tỷ được? Tỷ giật cái một hả? Thiệt. Mô Phật, mô Phật. Trời ơi, Cindy Ngọc Nga. Nhà Cindy có cái kiến hơn. Chắc là không có phải không? Đợi tôi một chút nghe. Chi vậy bà Năm? Cho mượn, cho má mượn bình nước suối con. Để má đổ vũng nước cho nó dòm coi. Đó đó, mà nó nè nè, có vũng nước nè, soi giùm tôi cái bà nội. Cái mặt bà muốn nói à. Trời ơi, vũng nước bà lớn sao vừa cái bản mặt con. Bà Năm, bà không có biết chứ. Biết gì? Cái tên CD Ngọc Nga có nghĩa lắm đó nha. Nghĩa gì? CD á là ở nước ngoài. Ừ. Ngọc là ngọc trong đá. Trời đất ơi. Còn Nga là hằng Nga trên cung trăng á, bay không mà biết không? Nhẹ nhàng mà đẹp đẽ. Thôi đi bà. Gì? Ối xong chưa? Trời ơi, bây giờ bà muốn làm sao? Bà Năm cố tình chọc cho CD Ngọc Nga giận phải không? Thôi được rồi, CD Ngọc Nga không có thèm quan tâm tới con vàng, con ngọc của bà Năm nữa. Vĩnh biệt nha, Minh Vía. Cô Ngọc Nga, bớt nóng cô Ngọc Nga. Vợ chồng tôi được cô quan tâm như vậy, để ý tới là tôi mang ơn cô rồi. Cô biết chuyện gì của chồng tôi vậy cô Ngọc Nga? Quỷ à, nhỏ này thấy gì mà dễ thương. Mũi yên tâm đi, tí á là có trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc gia đình của muội. Anh Quân chỉ được thuộc về muội hoặc là về tỷ mà thôi. Hai trong một, đừng hòng có con nào mà lén phén nhảy vào. Muội bình tĩnh nghe tỷ nói nè. Tỷ đã phát hiện được sào huyệt của con đắc kỷ rồi. Hiện giờ anh Quân với nó đang hò hẹn ở quán cà phê. Hả? Muội
mau đi theo tỷ bắt quả tang. Đi, đi không nổi. Con ơi chú, chú, con phải bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh, mình mới có sức khỏe đánh nó chứ con. Má ơi, con muốn xỉu, con làm gì vậy má? Con đừng có xỉu nha con. Còn nổi nữa hả? Thì đi nè, nghe lời má dặn. Nắm đầu được đó thì con cứ việc cao đầu. Ôi dồi, chiếc vào hát gắn lông dịch. Ủa, không phải hả? Nhổ lông đầu, lông dịch, lông cái trên người nó có nhiều nhỏ hết cho tao. Nghe chưa? Má ơi, con sợ lắm. Mũi, mũi yên tâm đi. Ừ, đã có tỷ ở đây. Ừ, bây giờ tới nơi đó. Ừ, vào quán cà phê. Đúng. Mũi và bà Năm lo giữ chân giữ tay anh Quân. Đúng. Để tỷ. Chi? Một mình tỷ, một xác con đất kỹ. Hả? Đi. Được không? Đi mau lên. Trời ơi, ánh đèn mà bà chơi nguyên cao vàng tím, sao đánh lại nó? Quân lên chơi xe lên. Bỏ được quốc công ốc chứ mà đòi. Lên đường. Trời ơi, bữa nay làm gì mà hẹn người ta ra quán cà phê vậy? Không sợ vợ anh bắt gặp sao? Em nói giỡn chơi rồi anh mà sợ ai? Anh nói thật hả? Ủa vợ anh đâu? Đâu đâu? Giờ vợ anh đâu? Đàn ông gì mà nhắc hít hả? Mới nhắc tới chữ vợ là mặt mày giáo giác như gà gặp cáo vậy đó. Trời ơi, tại em không biết tính của vợ anh. Bình thường nó hiền lắm. Con kiến hả, nó cũng không dám giết nữa đó. Nhưng mà nó giữ ngầm em ơi. Nó nghe phong phanh anh quen với em nha. Nhưng mà nó không có thèm ghen tuông gì hết trơn á. Nó chỉ hâm thôi. Nó hâm nó mà bắt gặp ha. Tụi mình là nó luộc tay, luộc chính, luộc ngay tại chỗ luôn. Bộ anh không nghe câu hai đánh một không chột cũng què hả? Bây giờ em hỏi anh nha, nếu vợ anh tới đánh ghen, anh có bảo vệ cho em không? Thì cái chuyện bảo vệ là bên tình, bên vợ, để coi bên nào nặng hơn ta. Anh thôi, em hỏi vậy thôi á, chứ em đâu có ngán vợ anh đâu. Em với bả mà chơi tay đôi á hả, chưa biết ai thua ai à. Hay quá, giỏi quá. Chứ sao? Em chủ quan quá. Có bà nào đi đánh ghen mà đi một mình không? Anh ấp úng không trả lời là vì anh không có biết thân anh có toàn vẹn hay không. Bây giờ em nghĩ coi nè, một đám cọp cái mà nó nhào vô nha, một người thì cầm guốc, người cầm gậy, người cầm dao, người cầm kéo. Trời đất ơi, mà có võ cỡ Lý Tiểu Long đó, chưa chắc gì, chưa chắc gì anh nói thật với em là lợn quợn đó, cầm kéo đó, em cứ thử nghĩ đi, cầm cái kéo đó, cái ghê là ghê cái kéo đó. Anh ơi, anh nói làm em sợ quá à. Hay là mình về nhà em đi, ở đó an toàn, kín đáo hơn á. Thôi, bữa nay sở dĩ anh hẹn với em ra quán cà phê là có cái lý do này đây nè. Trời ơi, nhận đánh hôn. Anh ơi, vừa tay em quá à. Em đeo đẹp ghê luôn đó nha. Hẹn gì em nghi nghi. Nhất định á, anh hẹn em ra đây á là có chuyện gì đây nè. Anh định hỏi cưới em á hả? Nhưng mà anh ly dị với bả chưa mà đòi cưới người ta? Để anh nói cho em nghe. Em nói anh... rồi đó nghe. Em không có chịu làm bé đâu à. Chừng nào vợ anh đi á thì em mới chịu về làm vợ anh. Mà đám cưới á anh phải tổ chức thật bự. Tại vì đời người con gái á chỉ có một lần. Anh à, anh đi đãi đám cưới đâu vậy? Mà anh định đãi 7 món hay 9 món với anh? Em biết một tiệm chụp hình á, chụp đồ cưới đẹp lắm nha. Có cưỡi ngựa nè, có chạy xe mô tô nè, có đi xuồng nữa. Mà em phải mặc sáu cái sơ rê em mới chịu nha anh. Trời ơi, nghe em nói một hơi làm anh muốn mệt, anh muốn xỉu luôn vậy đó. Em bây giờ anh nói cho em nghe nè, cục cưng của anh nó muốn làm sao anh cũng chịu, muốn làm sao cũng được. Nhưng mà đám cưới của em đó nha anh. Đám cưới của em thì làm sao anh cản được, phải không? Người chồng lý tưởng của em ơi, em yêu anh quá à. Sao là đám cưới của em được? Đám cưới của chúng mình chứ. Ai nói? Anh hỏi cưới em hồi nào? Hả? Thôi, anh giỡn hoài à. Tận nhẫn cưới rồi còn làm bộ nữa. Ai nói? Ai nói nhẫn này là nhẫn cưới, nhẫn đính hôn?
Bữa nay anh hẹn em ra đây, anh tặng cho em chiếc nhẫn này để ok mình chia tay. Cái gì? Nhẫn này không phải nhẫn cưới hả? Đúng rồi, nhẫn cưới đâu mà xấu quắc vậy, không? Em à, anh là gươm đã có vỏ, thỏ đã có chuồng rồi. Thỏ đã có chuồng, sao còn đi gặm bậy gặm bạ nữa? Em không có biết đâu, anh mà tuyệt tình với em á hả, là em tuyệt thực thì chết luôn á. Em ơi, em đừng có làm cho anh phải tuyệt vọng. Em tuyệt đẹp, nhan sắc tuyệt trần, là mẫu người tuyệt hảo. Bởi vì em yêu thương một chàng trai chưa vợ thì thật là tuyệt. Chứ em mà còn yêu anh thì cũng tuyệt, nhưng mà kể như là tuyệt mệnh, còn anh thì tuyệt nọc. Nghĩa là hai đứa chết chùm đó, em hiểu không? Vậy đó nha. Thôi bây giờ anh về nha. Anh sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược? Từ đây mất nhau rồi anh biết không? Trời ơi trời, em ơi, nói nghe nè, đừng có ca nữa nha, anh đang nhức đầu lắm đó. Em không biết đâu à. Một cái chỗ này ca hay là à khóc ha. Trời ơi, nhưng mà chỗ này em ca. Bây giờ nên mất nghe anh nói. Nên đi. Tại sao anh nói mà em không chịu hiểu anh chứ? Bây giờ vợ anh nó chưa phát hiện, mình chia tay là vẹn cả đôi đường. Để tới khi vợ anh nó bắt quả tang thì tính mạng của anh của em không dám bảo đảm đâu nha. Vả lại, có cái chuyện này anh muốn nói với em, để cho em rút kinh nghiệm lần sau. Em đừng nên phiêu lưu tình ái với những người đàn ông có vợ. Bởi vì sao? Thèm cơm chán phở là thói hư của một số đàn ông như anh. Nhưng mà em thấy có ai ăn phở suốt đời không? Thấy không? Là bởi vì mặc dù phở nó ngon, thí dụ như phở thập cẩm, phở bò tái gân, phở tái nạm, dù cho nó có ngon cách mấy thì ăn khoảng chừng 3 tháng là nó cũng đã ngán thấy mồ thấy thổ rồi. Đó, cho nên anh muốn nói với em anh, thì người ta anh, cũng sẽ trở về với cơm thôi. Anh là đồ sở khanh, đồ tàn nhẫn. Hồi xưa anh dụ dỗ ngon ngọt cái tôi, bây giờ anh muốn xa muốn gần tôi là xác ướp ai cặp hả? Ê, đứa nào, đừng có giận mặt thiên lôi đánh đứa nào mà nói như vậy đó. Thì anh với tôi là phở á, mà phở á có ướp phọc môn ở trọng á, nên anh có ý ngầm chê tôi là xác ướp ai cặp chứ gì nữa. Vậy mà hồi mới quen á, anh khen tôi đẹp như nữ hoàng ai cặp gì đó. Còn bây giờ, anh định đá vào lái hả? Không có dễ đâu nghe. Tôi sẽ gặp vợ anh, quậy cho tan nát luôn á. Ăn không được hả? Tôi phá cho thôi. Em, ái. Anh lại ái mà. Trời ơi, anh biết rồi. Anh biết anh có lỗi với em nhiều. Anh xin lỗi em. Ái à, vợ anh nó dữ lắm. Nó mà biết á hả, là không không được đâu. Kể như là nó mà biết là kể như nó ướp xác hai đứa mình. Trời ơi, anh sợ lắm. Tôi không có sợ. Đi, tôi với anh đi gặp vợ anh, ba mặt một lời, để coi bà dám làm gì tôi không à. Ê, buông anh ra, buông tôi ra. Tôi không có đi đâu. Trời ơi, vợ anh. Trời ơi, sao vợ anh nó biết, nó tới đây nè. Đâu, vợ anh. Trời, vợ anh gì mà già dữ vậy hả? Trời ơi, không có phải, đó là má của anh. Trời ơi, vậy không lẽ vợ anh là cái bà đó hả? Cái bà mà có cái tướng đàn ông xấu đọa mạng luôn đó hả? Ma chê quỷ hờn à. Ý, không có phải. Đó là cái bà BD Ngọc Nga. Bà là trùm đánh ghen ở trong xóm của anh đó. Ý, má anh cầm cái gì nhọn quá vậy? Còn cái bà Ngọc Nga nữa. Cầm cái gì một cục vậy? Ê, em ơi, hình như là má anh cầm cái kéo. Trời ơi, má anh định sởn đầu em á hả? Chắc má anh định ép em làm Nico đó sao? Còn bà Ngọc Nga, bà cầm
Trời ơi, hình như là đúng rồi, trái sầu riêng, trái sầu riêng. Ủa, ủa sao bà biết em ghiền ăn sầu riêng vậy ta? Trời ơi, ở đó mà cho em ăn. Phải rồi, đúng, cho em ăn đó. Nhưng mà cho em ăn cái vỏ đó, cái vỏ sầu riêng đó. Bà lấy cái vỏ sầu riêng, bà chà luôn cái mặt của em đó. Bà làm cái mặt của em đó, nó trở thành là lỗ không đó. Ghê. Em làm sao vậy? Anh ơi, tự nhiên gân chân gân tay của em nó rút lại hết trơn à. Anh ơi, chạy anh ơi, chạy đi anh ơi. Trời ơi, em tưởng anh còn chạy nổi sao? Hồi nãy em nói 2-1 không trộn cũng què, còn bây giờ 3-2 thì sao hả em? 3-2 không nằm dài cũng lết lết à. Con đi đâu đây ạ? Nghe cái giọng mà tao biết thấy xạo rồi. Mặt mày càng ngày càng xạo xạo như mày. Thì mày đi đâu? Tao với vợ mày đi theo đó. Dung con, bây giờ bắt quả tang tại trận rồi đó. Con muốn xử làm sao? Má chiều con hết nữa nghe không? Sởn đầu nó, cạo lông mày, nó nhổ lông mi, xe lông mặt nó. Con muốn làm sao? Má phụ con một tay. Anh nói má anh đi chùa mà má anh ác dễ sợ luôn á. Trời, má Nín, trời ơi, bà Năm, bà nhẹ nhàng như vậy á, làm sao mà cô Dung chịu được? Muội để tỷ hành hạ người ta mang tiếng ác lắm, không nên. Tỷ á chỉ sắp có vỏ sầu riêng dài khoảng 200 thước, bắt nó đi chân không nha. Mà đi qua đi lại, đi tới đi lui, nó mà đi không nổi hả, thì tỷ bắt nó lăn qua lăn lại, nằm tới nằm lui, nằm lau bánh vỏ sầu riêng thì thôi. Ý trời ơi, em gái em có uống thuốc lắc hay không mà sao em lắc dữ vậy? Chỉ chửi bên kia mà đâu chửi em. Cô Ngọc Nga, tôi buồn cô hết sức gì đó. Cô thấy vợ chồng tôi hạnh phúc nên định phá hoại gia can phải không? Trời ơi, sao vậy? Tự dưng chở quẻ là sao vậy? Trời ơi, em ơi, bình tĩnh lên. Em ghen quá rồi phát khùng phải không? Tỷ với muội là cùng phe mà, cùng phe. Biết rồi. À, phải, tôi ghen nhưng mà tôi còn tỉnh táo lắm. Cô du quan cho chồng tôi á, là chút nữa là tôi ghen bậy rồi, cô thấy không? Trời, cô biết đây là ai không? Ai? Đây á là bé Ba, là em họ của tôi đó. Hả? Má, bé Ba nghe con than thở về anh Quân dạo này có vẻ thay đổi, nên nó hứa là sẽ gặp anh Quân để khuyên nhủ ảnh, chứ không phải nhân tình nhân ngãi gì hết trơn á. Đúng vậy không bé Ba? Dạ đúng vậy, phải không? Sao nghe giọng nó chảy nước rồi tao thấy không phải rồi à? Mấy bé Ba này là họ nào? Sao tôi không biết gì hết trời nha? Trời má. Dạ, bé Ba này á, là con của dì Năm. Nó lấy chồng xa, thiệt là xa, nên ít khi nó về nhà lắm, má không biết đâu. Bé Ba, em nói chuyện với chồng của chị sao rồi em? Ảnh có bồ nhí như người ta đồn không em? Dạ, ảnh có người vợ như chị thì... Thì sao cơ? Dạ, thì làm sao ảnh dám có bồ nhí? Chị yên tâm đi ha. Ừ, chị yên tâm lắm á. Em nghĩ coi, má chồng của chị với cô Ngọc ở đây nè, lúc nào cũng hết lòng bảo vệ hạnh phúc gia đình của chị. Hai người này mà biết con nhỏ nào mà dám động tới chồng chị á hả? Thì... Anh Quân! Dạ... Gì vậy? Em kêu anh mà. Thì đó, dạ em dạ đó, anh dạ đó. Sao bữa nay anh lễ phép với em quá vậy? Anh ơi, anh cũng là lần đầu tiên gặp bé Ba phải không? Thấy em gái của em á, đẹp không? Dễ thương không anh? Dạ... Dạ đẹp. Đẹp nhưng mà anh nghĩ rằng là chắc không đẹp hơn em. Thôi ông ơi, em già rồi, anh nhìn coi em tàn rồi, chứ làm gì mà so sánh với em gái của em được. Em gái của em lại trẻ đẹp, lại đáng yêu như vậy nè. Em thấy á, em gái em nhiều người mê lắm đó nha. Nhưng đâu có ai thương em thật lòng như anh thương chị đâu. Nhìn em cứ tưởng là hạnh phúc,
Nhưng thấy vậy không phải gì đâu chị ơi. Em kìa, khéo nói quá. Anh nói chuyện với bé bà nãy giờ, anh thấy nó làm sao? Anh thấy anh hối hận lắm. Có người vợ như em, anh còn muốn gì hơn nữa? Má không ra. Má chờ 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 mà ta ta một cái chi chờ một cái chả nắng mà bộ quá giờ bộ chắc cái đắc bớt. Chị mày. Trời ơi má ơi con liệu không mà. Sáng mặt tay như mày. Mà là con liệu hết hồn nó tầm bậy luôn. Trời bậy bà. Bà nghe trời ơi đó đó. Thân mới như con trâu vậy mà tôi la con tiếng mà xỉu bên nằm một đống vậy đó hà. Bà ơi bà theo dõi làm sao? Bà làm thám tử gì mà kỳ cục vậy? Chị em con Dung nhà nó dễ thương như vậy. Nãy giờ tôi đứng tôi nghe mà tôi còn nghe đứt ruột vậy đó. Chị em ta mà bà nói vợ mé vợ mọn gì bà. Hay là bà Nga, bà định chia rẽ vợ chồng người ta, bà ly gián vợ chồng người ta cho mình nhảy vô phải không bà? Cindy Ngọc Nga thấy anh Quân đi với đàn bà con gái, nên Cindy Ngọc Nga tưởng lầm. Bà Năm nghĩ quan cho Cindy Ngọc Nga không à. Cindy Ngọc Nga thương vợ chồng anh Quân hỏng hết, thì làm sao mà ly gián cho được? Trời ơi, nó khóc như trâu rống vậy ông nội ơi. Mọi người mà không tin Cindy Ngọc Nga thì Cindy Ngọc Nga thề sao mày? Thề mà Cindy Ngọc Nga có ý xấu ly gián vợ chồng họ thì cho kiếp sau Cindy Ngọc Nga làm gì? Làm đê nữa đi. Trời đất ơi, trời đất ơi, ghét quá. Trời đất ơi, cô già làm ơn mắc léo à. Lần sau tổn tới già luôn á. Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân. Hôn môi xa anh Quân nha. Từ đây về sau á, em có cớ gì để gặp anh nữa rồi. Mình xa nhau rồi. Tạm biệt anh. Em về làm móng chân lại nha. Trời ơi. Má. Trời ơi. Má có sao không má? Sợ má con. Má. Trời ơi. Mày thấy không? Con Ngọc Nga nó hôn chồng mày y chô tôm và cherry vậy. Trời ơi vậy mà để đứng nó được à? Ok. Thôi. Má. Được rồi. Không có chuyện gì là má mừng rồi. Rồi coi như là gia đình đề quê hen. Dạ. Thôi đi về. Má ơi. Về. Mấy má về trước đi. Cho con như bé bà tạt qua chợ mua ít đồ ăn về nấu đãi bé bà ăn nha má. Ừ. Thôi vậy nghe. Má về hen. Hai chị em dắt nhau đi chợ nghe. Dạ. Má về trước à. Dạ. Ái nè. Cũng là phận đàn bà với nhau. Tôi không có nỡ để cô bị đánh đập, bị làm nhục ở ngoài đường, đau lòng lắm. Nếu mà anh Quân bỏ tôi á, chọn cô, thì tôi cũng không giữ ảnh làm gì nữa. Rồi tôi sẽ viết đơn ly dị. Chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Thực ra ảnh đã quyết định bỏ em, chọn chị rồi đó. Bây giờ em mới hiểu tại sao ảnh làm như vậy. Chị tốt bụng, nhân hậu như vậy đó. Trong khi em á thì em xin lỗi chị. Em thề em sẽ không bao giờ gặp lại anh Quân nữa. Ê ê ê. Trời ơi, anh Quân. Anh không đuổi theo đi. Đứng đây làm gì nữa, lẹ đi. Lúc nãy anh chia tay với cổ chỉ vì anh sợ em quậy. Còn bây giờ Dung. Dạ. Dung ơi, anh hối hận thật sự Dung à. Vì anh sợ mất một người vợ, một người vợ đáng quý như em. Anh xin lỗi em. Dung, hãy tha thứ cho anh nha. Tha chứ sao không tha. Tha nè. Dạ. Trời ơi. Gì vậy? Anh tưởng là tôi tha thứ cho anh dễ dàng như vậy hả? Tôi không có hành hạ cổ, nhưng mà tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Trời ơi. Hẹn hò. Ông ý. Trời ơi. Trời ơi, từ hồi nãy tới giờ tôi cắn răng tôi chịu đựng. Trời ơi. Ui da. Ui da, trời ơi, đau quá. Trời ơi. Trời ơi. Lên. Trời ơi, đừng. Lên. Đừng có nhéo tôi nữa. Nãy giờ tôi có nhéo ông đâu. Cho tôi xin la lần nữa đi. Trời ơi, trời, đau quá. Đau quá. Thôi nín. Đủ rồi. Tôi nhéo ông nào hả? Nhéo ông mà về nhà lát nữa tôi phải xức dầu cho ông hay sao?
Tôi làm mọi ông hả? Tôi hầu hạ ông hoài hay sao? Đi về. Nhưng mà anh thích được nhéo. Bởi vì yêu nhau lắm mới nhéo nhau đau. Ui da, ui da. Nhưng mà em đừng có giận anh nữa nha. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say yêu suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay và đừng giữ bao lâu, tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng giận chị anh ơi, yêu em nhé. Anh về nhá. Trời ơi, người yêu bóng cuối cùng về nhá.